Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming em ơi. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi sơ đồ của Tiểu Bạch Long cho anh em xem. Anh em xem xong đừng quên cho một like chia sẻ nè em ơi. Đây, anh em cùng xem sơ đồ của Tiểu Bạch Long như là cái bang nè. Cái bang top 20 sẽ thương 32. Số 19%. Ồ, cái đội bóng này quá đẹp em ơi. Hôm nay ạch này đang có mình top 7 tống kim nha em. Top 7 tống kim. Không có. Shit top. Rồi đang có một cái nón sinh lực nội lực hợp kim, chắc là được kích cái nhẫn với giày thủy rồi. Giày thủy tóc 35, kháng họ 17, chống 30, sinh lực nội lực. Cái bóng này kích được đôi giày này, nhẫn 23-30. Nhẫn này kháng họ 23, kháng cho chống 30, khá đẹp. Hiện tại này đang có cho mình 60 chón từ giày với nhẫn. Bộ tay kháng lo 30, nhẫn 540, đai lưng 540 và ngọc bội hiệp cốt kháng cả 5, kháng băng ta 28, gia truyền kháng cả 12, 19 kháng băng và một con ngựa kháng cả 4, khá là ok. Và hiện tại vừa rồi ông được top 7 nên được phi phong nè, được top 7 nên được một phi phong. Vừa rồi mình canh top 5 mà hai ông kia ông cùng phe kim á, ông canh hay quá, mình bị lên top 4 mục tiêu rồi, hơn 100 điểm quá nhỏ. Rồi anh em. Đỡ Khải xem thử cái này xếp đồ bao nhiêu cho anh em xem sơ qua. Hiện tại này thì hạng 90 thì Khải nghĩ này chắc cũng đăng cấp 150 năm, tầm cấp 150 á. Khải chưa cập nhật hạng nè, Khải cập nhật xong rồi Khải hạng 2 số ấy. Rồi coi như cái bóng này thì 20-32, cái bóng này thì tầm giá khoảng tầm 1 triệu quay đầu nè. Hiện tại so với bây giờ thì Khải nghĩ cái bóng này bèo lắm cũng 1 triệu rưỡi quay đầu, khoảng 15 đến 20 kim. Số đồ tới 123 bên phe kim rồi, Khải không soi được. Chỉ sợ đánh thì ông này phản đồ sơ nên là Khải không có soi nè, phản đồ sơ. Rồi giá chiền này thì cũng tầm khoảng 5 kim, khoảng 3-400 nghìn nè. Giá chiền này bèo lên 3-400 nghìn. Nón này khoảng 1 kim, 70 nghìn. Áo này thì không băng phục hồi này nó cũng tầm 1 kim, còn khoảng 100k. Bao tay này cũng tầm 1 kim, khoảng 100k. Nhẫn này khoảng tầm 2 kim đấy, 2 kim khoảng 150 nè. Đôi giày này cũng tầm đó, 150. Đai lưng này cũng vậy nè, khoảng 100 nghìn, khoảng 1 kim hơn. Nhẫn này cũng vậy nè. Ngọc bội này cũng tầm 400 nghìn đấy, kháng cảnh năm khá đẹp đấy, 400 nghìn khoảng tầm 5 kim. Con ngựa này là khoảng, con ngựa này thì tương đương khoảng tầm 2 triệu nè. Con ngựa này trong set đồ thì con ngựa này thì khá nhìn vào con ngựa có giá trị nhất đến cả vũ khí. Con ngựa này 2 triệu, vũ khí này 1 triệu rưỡi đi. 3 triệu rưỡi, giá trị này khoảng 400k là khoảng 3 triệu 9. Và cái nón này còn nữa là còn 4 triệu. Áo, bao tay, nhẫn, đai lưng, giày. Nói chung là tổng set đồ này thì trên dưới khoảng tầm 5 triệu nè. Set đồ này là gọi set đồ tầm trung đủ chơi anh em. Set đồ này khoảng tầm 5 triệu nè, con ngựa này giá trị nhất 2 triệu nè. Cái bóng này cũng tầm đó nè. Rồi, nói chung là set đồ này thì cái băng bóng mọi người. Cái băng bóng và cũng như là hôm nay Khải soi đồ là đây là một cao thủ lên top tông kia mà Khải sẽ soi cho anh em xem đó. Thì tổng số đồ này trên dưới khoảng 5 triệu nè. Còn cái ạc này trên bao nhiêu nữa thì sẽ tính thêm giá ạc nữa cho anh em. Thì Khải sẽ soi đồ, thường thường Khải soi đồ thì Khải sẽ so sánh những món đồ với giá hiện tại cho anh em. Lúc trước thì nó khá là nhiều tiền anh em. Lúc trước nó khá là nhiều tiền đó, nhưng mà tầm này thì nó chỉ nhiều đó thôi mọi người. Rồi anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Tiểu Bạch Long, cái bằng bóng một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em.